Nga chạm trán biệt đội tự sát ở Ukraine. Đối thủ này chưa từng biết đến, rất nguy hiểm. Mỹ tuần trước đã tiến hành cung cấp 100 bộ Squid Blade, loại vũ khí làng vàng ít người biết đến cho Ukraine, bên cạnh hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Squid Blade, hay còn được gọi là loại máy bay không người lái tự sát, đã nhận được ít sự chú ý hơn so với hai loại tên lửa trên, nhưng mức độ nguy hiểm được đánh giá là không hề kém cạnh. Không giống như tên lửa truyền thống lao vào mục tiêu khi khai hỏa, Squidplay khi phóng ra sẽ bay lòng vòng trên chiến trường trong khoảng thời gian tối đa 15 phút, ghi lại hình ảnh khu vực gửi về cho người điều khiển nhằm phát hiện, định vị và xác định mục tiêu ở khoảng cách xa tới 10 km. Mặc dù chỉ bay với tốc độ khoảng 100 km/h, các nhà chế tạo vẫn gọi Squidplay là một tên lửa hành trình thu nhỏ. Squidplay Play đã được chứng minh là rất thành công trong chiến đấu, nhưng vẫn là một trong những bí mật được dự kín tốt nhất của quân đội Mỹ. Mặc dù có rất nhiều video về máy bay không người lái Reaper tấn công mục tiêu bằng tên lửa, nhưng công chúng sẽ không tìm thấy được bất cứ thứ gì về Squidplay. Play. Lầu Năm Góc cũng không công khai các chiến dịch trong đó có Squidplay Play được sử dụng. Vào năm 2020, phiên bản cơ bản Squidplay Play 300 và Squid Play 600 một phiên bản lớn hơn, tầm hoạt động xa hơn, mang đầu đạn lớn hơn để hạ gục xe bọc thép đã được giới thiệu. Hiện vẫn chưa rõ phiên bản nào đã được chuyển đến Ukraine. Điều thú vị là Mỹ chỉ cung cấp 100 Squid Blade cho Ukraine vào thời điểm này. Đây có thể là một đợt thử nghiệm để xem hiệu quả của vũ khí trong tay Ukraine đến đâu. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết các lô hàng tiếp theo có thể sắp được chuyển giao tuy nhiên có thể mỹ vẫn thận trọng trong việc chia sẻ một trong những tài sản được đánh giá là cao nhất của mình trước đây squidplay chỉ được xuất khẩu sang anh mặc dù đã có nhiều yêu cầu từ các đồng minh khác với những đặc điểm trên một nguồn tin cho rằng biệt đội tự sát squidplay có thể là cơn ác mộng đối với lực lượng nga nhưng theo nhận định của nguồn tin vấn đề là ukraine có thể sẽ tiêu tốn một chiếc squidplay chỉ trong vài ngày và biến thể của chiếc Swift Play được cho là 300 mà Washington đang gửi đi không có tác dụng gì đối với bọc thép của Nga. Mặc dù tỏ ra hiệu quả trong chiến đấu tầm ngắn trong đô thị và phục kích các đoàn xe không bọc thép, Squid Blade có tầm bắn hạn chế so với một số vũ khí làng vàng khác. So với quy mô chiến sự, 100 chiếc Squid Blade được gửi đến không thấm vào đâu so với số lượng mà Ukraine cần có. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, trong lúc chờ đợi việc gửi thêm cho Ukraine các vũ khí trong nước sản xuất, Mỹ cũng nên kêu gọi sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Thổ Nhĩ Kỳ vận hành máy bay Cargo 2 đã từng tham chiến ở Libya và Australia sản xuất drone 40. Cả hai đều có thể hữu ích trong môi trường đô thị. Trong khi đó, Wamed của Ba Lan cũng có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi khoảng 9 km khả năng cơ động và phạm vi hoạt động của WAMED khiến nó phù hợp để làm gián đoạn các đoàn vận tải tiếp tế của Nga từ một khoảng cách an toàn. Đáng chú ý, Israel vận hành một số mẫu vũ khí làng vàng tiên tiến nhất nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp cho Ukraine. Theo các chuyên gia, lô hàng vũ khí của Mỹ có thể được coi là một bước đi tích cực để cân bằng sức mạnh của Ukraine trước Nga, nhưng đó không phải là bước đi cuối cùng người ukraina vẫn cần những lô hàng số lượng lớn hơn và nhiều loại vũ khí trang bị hơn nữa